Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý an toàn. Ở bài 3 phần 1 thì tôi đã chia sẻ với bạn về việc là thiết lập KPI như thế nào. Thì ở trong bài số 2 này chúng ta sẽ đi vào cái việc là chúng ta xây dựng các cái tiêu chuẩn an toàn như thế nào. Làm nào để chúng ta có những cái tiêu chuẩn mà chúng ta không có sẵn từ ban đầu. Và các bước làm nào để chúng ta đưa ra được một cái tiêu chuẩn chính xác và hữu ích trong công ty của mình. Thì cách thức để xây dựng tiêu chuẩn thì giữa các cái công việc khác nhau thì nó sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau, nhưng cơ bản là cách thức và mô hình để xây dựng lên những cái tiêu chuẩn đó sẽ gần tương đương như với lại cái chương trình học này. Vì vậy, đây không hẳn chỉ là về an toàn mà bạn có thể áp dụng nó cho những cái công việc khác. Vậy thì đúng như một cái hệ thống, chúng ta không thể là cứ học mãi từng bài riêng lẻ mà không biết là hôm nay học bài này để làm gì, vị trí nó ở đâu. Thì như thường lệ, bài số 3 chính là xây dựng tiêu chuẩn an toàn và mục tiêu KPI. Mục tiêu KPI đã học phần 1, hôm nay tập trung vào tiêu chuẩn an toàn. Thì đây là toàn bộ 19 cái phần bài về hệ thống an toàn và cách thức để tư duy cơ bản để hình thành nên nghề nghiệp quản lý an toàn của bạn. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đi vào bài 3 và những cái bài khác. Bạn vui lòng tìm kiếm các video tương ứng với từng bài học. Vậy thì chúng ta đã nhắc đến cái câu chuyện là không anh chàng không bằng lòng với cuộc sống của chính mình. Vì thế cho nên là anh ấy đã quyết định là gì, sẽ ra đi khỏi nơi làng quê của mình, đi qua các cái thung lũng, rừng núi, đường đèo nguy hiểm. Và nhờ có KPI cho nên là anh ta đã đến được thế giới của những nụ cười và có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đấy là trong trường hợp anh ấy đã đi đến được đích đến là KPI. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng trên đường của anh ấy đi có một tòa lâu đài ở đây, có rất nhiều mối nguy và nhiều cám dỗ ở đây. Nó có thể khiến cho anh ấy đi lệch đường của mình để đi đến thế giới của những nỗi buồn. Vì vậy cho nên là ngay từ ban đầu ấy, trước khi đi ấy, anh ấy sẽ phải có tiêu chuẩn. Anh ấy đã phải thiết lập những cái tiêu chuẩn này để biết được rằng trên con đường mình đi sẽ gặp một số vấn đề như thế này và mình sẽ phải làm như thế này. Từng vấn đề cơ bản như thế này thì cách thức của tôi sẽ lựa chọn như thế nào, giải quyết ra làm sao. Thì đó được gọi là sức mạnh của tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn chính là công cụ để đưa bạn đến với mục tiêu KPI và đạt được kết quả. Không dừng lại ở đây nữa, chúng ta sẽ tập trung đi vào chia sẻ về lý thuyết nào, quyền hạn, lý thuyết tiêu chuẩn an toàn. Muốn làm gì chúng ta cũng phải hiểu, bởi vì nếu không hiểu thì chúng ta không thể làm được. Vậy, trước tôi đã nói với bạn về cách thức tư duy cơ bản trong giải quyết KPI khi mà chúng ta không đạt. Thì cơ bản với KPI chúng ta sẽ có hai trường hợp là tốt và xấu. Thì nếu trong trường hợp là xấu ấy, ví dụ chúng ta đang ở vị trí hiện tại này và chúng ta đang làm một cái gì đó trong năm và đùng cái chúng ta có vấn đề ở đây xảy ra, từ đó chúng ta sẽ phải đi phân tích nguyên nhân. Và sau khi chúng ta phân tích được nguyên nhân ấy, chúng ta phải đưa ra được cải tiến. Thế thì muốn những cái cải tiến này được giữ gìn lại và được duy trì, được tất cả mọi người đảm bảo để chúng ta có thể đưa cái vấn đề này trở lại vị trí ok, hoàn kim hiện tại, thì chúng ta phải có tiêu chuẩn. Vậy tiêu chuẩn được hiểu sâu hơn như nào, chúng ta sẽ sang ý hiểu tiếp theo. Đầu tiên ấy, chúng ta hãy đi đến một ví dụ cực kỳ là cơ bản và thông dụng trong cuộc sống. Đó là chúng ta sẽ có một cột đèn đỏ và một chiếc ô tô. Thì bạn đã hiểu một số cái quy định, hoặc là ở đây được hiểu là luật an toàn giao thông. Thì hiểu một cách đơn giản nó cũng chính là tiêu chuẩn. Thì nếu như là khi mà đèn của cột giao thông là màu đỏ thì xe ô tô của chúng ta phải ngừng, không được đi tiếp.
Và khi đèn chuyển sang màu vàng thì có nghĩa là sẵn sàng để xe của chúng ta nổ máy, chuẩn bị khởi động, tinh thần chúng ta sẽ tập trung. Đó là trước khi chúng ta đi. Còn nếu như mà chúng ta đang đi thì nhìn thấy đèn vàng có nghĩa là sắp có một vấn đề gì đó xảy ra. Nó có thể là đèn đỏ hoặc là đèn xanh, và nó là thứ để giúp cho chúng ta tập trung, chú ý và đưa ra những suy nghĩ đầu tiên trong ban đầu. Và khi đèn màu xanh thì có nghĩa là xe của chúng ta sẽ được phép là đi. Như vậy, đèn đỏ, đèn vàng, đèn xanh và xe khi nào phải dừng, sẵn sàng và đi được gọi là các cái tiêu chuẩn. Cụ thể ở đây, màu xanh là được phép đi. Từ đó chúng ta hiểu được rằng tiêu chuẩn là thứ được quy định ra và phải tuân thủ. Nghĩa là khi một quy định đã được ban hành thì tất cả mọi người trong công ty là phải tuân thủ. Chẳng hạn như bạn đã quy định là tất cả mọi người đi vào xưởng đều phải đi giấy bảo hộ lao động, thì có nghĩa là không trừ bất cứ một nhân viên nào, không trừ lãnh đạo cấp cao nào, khách hàng hay là bất kỳ cá nhân nào, chúng ta cũng đều phải luôn luôn tuân thủ quy định này. Bởi vì nó là thứ đã được xác định, được xây dựng, được phê duyệt, và tất cả mọi người phải tuân thủ nó. Vậy ở đây tôi sẽ đặt ra cho bạn một câu hỏi đơn giản thôi là tiêu chuẩn có phải là có sẵn không? Có thể suy nghĩ một chút về cái ý nghĩa này. Về những gì tôi đã nói vừa nãy ấy, thì nếu bạn để ý bạn sẽ hiểu được rằng tiêu chuẩn là không có sẵn và cần được xây dựng. Đó là lý do vì sao chúng ta lại có hoạt động này ở trong công ty. Đặc biệt là hôm nay chúng ta đang đi nói về an toàn. Vậy thì tiêu chuẩn có tính chất như thế nào? Cơ bản, tiêu chuẩn mang tính bắt buộc. Bạn có thể nhìn thấy các cái tiêu chuẩn này ở các cái lĩnh vực khác nhau thì sẽ được gọi với những cái tên khác nhau. Ví dụ như ở trong luật pháp, ở trong các quy định của các tổ chức cá nhân, tập đoàn, của các cái tổ chức phi chính phủ, và đi kèm với quy định pháp luật hoặc là tiêu chuẩn, chúng ta sẽ luôn luôn có chế tài. Chế tài là gì? Chế tài là thứ nếu như bạn không làm theo điều đã được viết ra đây thì sẽ bị phạt bởi cái gì. Chẳng hạn như nếu như đèn đỏ mà bạn vẫn cứ là cố tình đi thì khi đó bạn sẽ bị phạt, bị tước bằng, thậm chí là gì, trong trường hợp không may mắn là sẽ gây ra tai nạn cho chính bạn. Vậy chúng ta làm thế nào để có thể xây dựng được tiêu chuẩn, bởi vì nó là không có sẵn? Thì ở đây trước hết chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về quá trình phát triển tiêu chuẩn trước. Chẳng hạn hiện tại là 2023, bạn đang có một cái tai nạn nghỉ việc là lớn hơn bằng 3 vụ trên năm, và cái mục tiêu của bạn vào năm 2024 nó chỉ bằng 2 vụ, và đến 2025 nó phải là bằng 0 vụ. Vậy bạn sẽ thấy rằng là gì? Các cái mục tiêu của chúng ta sẽ đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ những cái mục tiêu gọi là xây dựng nền tảng ban đầu cho đến những mục tiêu gọi là chuyên sâu. Từ việc là chúng ta chỉ mong muốn là phải đạt được 2 vụ thôi, nhưng bây giờ nó phải là 0 vụ, nghĩa là mục tiêu của chúng ta hướng đến những cái lý tưởng cao hơn. Vậy thì cái phương pháp xây dựng tiêu chuẩn này sẽ gồm có 7 bước chính như sau. Bước số 1 là xác định tiêu chuẩn cần thiết lập. Bước số 2 là nghiên cứu tiêu chuẩn có sẵn. Bước số 3 là xây dựng tiêu chuẩn về form mẫu, bản biểu về nội dung. Bước số 4 là đem áp dụng mẫu. Bước số 5 là cải tiến tiêu chuẩn. Bước số 6 là ban hành tiêu chuẩn. Và cuối cùng bước số 7 là đào tạo và áp dụng toàn công ty. Vậy thì 7 cái bước này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì cái phần tiếp theo tôi sẽ
đi cụ thể vào từng bước này cho bạn, và tôi sẽ hướng dẫn, tức là cầm tay chỉ việc để bạn có thể hiểu được từng cái bước này được làm như thế nào. Về bản chất ấy, thì đây là 7 cái bước mà tôi đúc kết và tôi tổng hợp lại. Còn trên thực tế, bạn có thể làm gộp những cái công việc này thành những cái bước nhỏ hơn, hoặc là chia thành những cái bước lớn hơn. Thì dù chúng ta có chia như thế nào thì cái cách thức tư duy và trình tự thủ tục mà chúng ta xây dựng lên cái tiêu chuẩn này, cơ bản nó sẽ phải đi theo cái quy trình như kiểu 7 bước này. Chúng ta hãy cùng sang quyển thượng là thực hành xây dựng tiêu chuẩn. Ở phía trước tôi đã chia sẻ cho bạn về lý thuyết, về cách tư duy, thì ở đây chúng ta sẽ phải đi thực hành. Vì bạn nhớ rằng đối với tất cả các cái bài mà tôi đưa ra ở đây sẽ luôn luôn gồm có 3 phần. Phần 1 là lý thuyết, phần 2 là thực hành, và phần số 3 là phần thưởng, có nghĩa là tôi sẽ đưa ra một số vấn đề lớn hơn, mang tính khái quát hơn, tức là chuyên sâu hơn để bạn có thể mở rộng cái sự hiểu biết và tư duy của mình. Thì chúng ta khi đi thực hành, chúng ta sẽ đi vào bước số 1 đầu tiên là chúng ta phải xác định tiêu chuẩn an toàn cần thiết lập. Chẳng hạn, đối với trường hợp là khi KPI của chúng ta là xấu, và lúc này chúng ta có một vấn đề là gì? Xe nâng này đã va chạm với con người bởi vì chúng ta chưa có tiêu chuẩn. Như vậy vấn đề chúng ta cần phải đúc kết ngắn gọn ở đây là tai nạn xe nâng đâm vào người. Nguyên nhân sau khi điều tra rất nhiều thứ thì ở trong ví dụ này tôi kết luận này là do chúng ta chưa có tiêu chuẩn về quy định lái xe an toàn đối với lại xe nâng. Thì cải tiến của chúng ta sẽ phải hướng đến việc là xây dựng và ban hành cái tiêu chuẩn an toàn xe nâng để đảm bảo là gì? Không phải chỉ xe mà là cả người. Không phải chỉ những người liên quan trực tiếp trong công việc, ví dụ người lái xe nâng, mà cả những người xung quanh, ví dụ khách hàng này, ở các cái đồng nghiệp ở các bộ phận khác, người ta cũng sẽ phải tuân thủ khi mà tham gia giao thông ở trong nhà xưởng. Thế thì bước 1 xác định tiêu chuẩn này, bản chất ấy, để đưa ra được cái cần phải cải tiến này thì nó sẽ tốn rất nhiều công sức và thời gian. Nó cũng dựa vào cả cái việc là khả năng đánh giá nguyên nhân này, và khả năng ra đối sách cũng như là cách thức quản lý đối sách sau khi đã đưa ra. Thì nó sẽ nằm ở những cái bài khác. Ở đây tôi sẽ không đi chia sẻ vào những cái phần phân tích như nào để ra nguyên nhân, mà tôi sẽ chỉ đưa ra ví dụ thôi. Ví dụ ở đây tôi sẽ bắt đầu đi xây dựng tiêu chuẩn an toàn xe nâng. Như vậy là ở bước 1 này, chúng ta đã xác định được việc cần phải làm, đó chính là tiêu chuẩn an toàn xe nâng. Từ đó chúng ta sẽ đi sang bước số 2 là nghiên cứu tiêu chuẩn có sẵn. Thì ở đây bạn sẽ phải để ý rằng chúng ta có rất nhiều nguồn để tìm kiếm. Nhưng tựa chung lại thì theo nghiên cứu của tôi, có 6 cái nguồn tìm kiếm mà bạn có thể bắt tay vào tìm kiếm. Thứ nhất là tài liệu của công ty. Tài liệu của công ty là gì? Đầu tiên ấy, bạn hãy hỏi tất cả những người làm an toàn, hỏi cả anh lái xe, hỏi các cơ quan, hỏi các bộ phận quản lý khi xe nâng này là các anh có bộ tiêu chuẩn nào về quy định an toàn lái xe nâng trong công ty chưa. Nếu đã có, bạn sẽ phải nghiên cứu tất cả các tiêu chuẩn đó xem là những cái nội dung được viết ở trong đấy đã đầy đủ chưa, ý là nó đã bao hàm được những vấn đề cần phải tránh để không gây ra tai nạn, giống như cái trường hợp giống như cái bước 1 là nó đã tạo ra được cái tai nạn này. Như vậy nếu tài liệu của công ty đã có sẵn thì chúng ta sẽ hướng đến việc là cải tiến cái tiêu chuẩn này. Còn trường hợp ấy là tài liệu của công ty là chưa có, tôi biết bởi vì có rất nhiều công ty, ví dụ chúng ta nhỏ này, vừa thành lập này, thành lập mới này, hoặc là đã thành lập lâu năm nhưng mà chưa hoạt động an toàn tốt, cho nên là chúng ta không hề có các cái tài liệu của công ty về các quy định và tiêu chuẩn an toàn.
thì đây là nguồn tìm kiếm số 1, là hãy nhìn vào công ty mình xem có cái gì đã. Nếu trường hợp 1 không có, hoặc là có nhưng không đầy đủ, thì bạn sẽ tiếp tục đi sang cái hướng số 2 là tìm kiếm các cái tiêu chuẩn ở trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Ví dụ bạn chỉ cần lên Google thôi, bạn gõ là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn xe nâng, an toàn thang, an toàn móc cầu, an toàn hàn dập cắt. Tất cả những cái này sẽ được viết ở trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Không ít thì nhiều, nó sẽ luôn luôn có những cái thông tin để bạn tham khảo. Và nguồn tìm kiếm thứ ba đó là các cái tiêu chuẩn quốc tế. Bạn hãy đảm bảo rằng mình có một thứ ngôn ngữ, ví dụ như là tiếng Nhật. Nếu tiếng Nhật, bạn có thể tìm kiếm các cái tiêu chuẩn quốc tế của Nhật như là GSC, hoặc là các cái tiêu chuẩn quốc tế như là OHSA, hoặc là các tổ chức như HSE. Có nghĩa là ở đây bạn sẽ tìm kiếm rộng hơn ngoài phạm vi của công ty, của quy định luật pháp, và đi ra các cái quy định của quốc tế. Bởi vì bạn phải hiểu rằng đối với cả một cái toàn cầu ấy, nó sẽ có nhiều tiêu chuẩn khác nhau, và càng có nhiều tiêu chuẩn có nghĩa là bạn càng có thể tham khảo và tìm kiếm được. Khi tham khảo tìm kiếm, bạn đọc hiểu thiết lập và dựa trên những gì đã điều tra nguyên nhân, bạn sẽ chọn lựa ra các cái tiêu chuẩn hợp lý cho công ty của mình. Nhớ nhé, là chọn lựa hợp lý chứ không phải là tìm ra được 100 điều thì đem áp dụng hết, như thế không có ý nghĩa. Nguồn tìm kiếm thứ tư là bạn có thể tìm kiếm ở nhà thầu. Tôi xin phép dùng từ nhà thầu bởi vì có thể nhiều bạn sẽ không thích từ nhà thầu, nhưng cơ bản trong bài này tôi sẽ dùng từ nhà thầu. Đó là những cái nhà ví dụ như là bên bán cái máy này cho công ty của bạn, cái như là bên dịch vụ sau khách hàng của công ty bán xe nâng. Bạn có thể liên hệ lại họ, yêu cầu họ là gì, cung cấp các cái tiêu chuẩn kỹ thuật, hoặc là dựa trên sự hiểu biết của họ thì khi mà lái xe nâng thì người ta phải tuân thủ các quy định kỹ thuật nào, các quy định an toàn nào. Chắc chắn bên nhà thầu người ta sẽ luôn luôn là có, bởi vì bản chất khi người ta thiết kế ra cái máy này và bàn đến tay khách hàng thì người ta đã phải đảm bảo về thiết kế an toàn máy. Ở đây nói đến an toàn máy chúng ta sẽ học ở một bài sau trong chương trình này, nhưng ở đây tôi sẽ nói trước là chúng ta sẽ có tiêu chuẩn về thiết kế an toàn máy. Với cái nguồn thứ năm ấy là bạn có thể tham khảo từ các công ty khác. Nếu như công ty của bạn chỉ là một công ty gọi là đơn lẻ, nhỏ lẻ thì sẽ không có nhiều đối tác. Nhưng nếu như công ty của bạn là một tập đoàn, hoặc là một chi nhánh của công ty mẹ, hoặc là trong công ty của bạn lại nằm trong một hệ thống an toàn của một tập đoàn lớn khác, thì bạn hoàn toàn có thể viết email, gửi thư yêu cầu mọi người là gì: tôi có một vấn đề là tai nạn như thế này với xe nâng, và tôi cần tham khảo các cái quy định an toàn của công ty của quý vị, thì quý vị của anh chị có thể chia sẻ cho tôi được không? Thì đây chính là cái nguồn tìm kiếm thứ năm là ở các công ty khác. Và cái nguồn tìm kiếm thứ sáu là tự xây dựng. Tự xây dựng chính là cái mà tôi muốn đi chia sẻ với bạn ngay trong phần tiếp theo. Ở đây chúng ta đang đi xây dựng. Thì ở trong ví dụ này của tôi thì tôi sẽ bóc ra thứ nhất là đối với phần số 2 là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tôi sẽ dựa trên cái số 2 này. Tôi dựa trên cái số 3 là tìm kiếm về các tiêu chuẩn quốc tế. Và cái cuối cùng là tôi tìm kiếm ở nhà thầu. Sau đó dựa trên những cái này tôi sẽ đánh trả lại chúng, tức là tôi sẽ xây dựng ra một cái tiêu chuẩn mới tinh. Thì ví dụ như ở quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì bạn có thể tìm kiếm ở trên Google như là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn xe nâng hàng, ví dụ như vậy. Hoặc là các cái tiêu chuẩn quốc tế như là an toàn xe nâng hàng. Hoặc là ở các nhà thầu như là Safety Rule of Forklift Toyota. Bạn ý cho tôi nhé, tôi giới thiệu cho bạn một thứ rất là hay. Đó là như bạn biết
TOTAL là một tập đoàn rất lớn và có rất nhiều tiêu chuẩn mà bạn có thể tìm kiếm được ở trên nền tảng là website. Thì ví dụ ở đây bạn chỉ cần gõ là tiêu chuẩn an toàn xe forklift của TOTAL. Nếu bạn không biết thì tôi xin bật mí với bạn, TOTAL ngoài ô tô ra thì cũng có rất nhiều sản phẩm khác, trong đó có xe nâng. Và TOTAL cũng là một trong những hãng gọi là chiếm thị phần lớn về xe nâng trên thế giới. Vì thế nên là họ sẽ luôn luôn đảm bảo là đưa ra những cái tiêu chuẩn mẫu để bạn có thể tham khảo và áp dụng vào công ty của mình. Thì ở trên đây là giới thiệu cụ thể của tôi về việc là tìm kiếm tiêu chuẩn như thế nào. Ok, sau khi tôi đã đi qua được các cái bước tìm hiểu ở trên Google nhé, tôi đã mất rất nhiều thời gian để vào Google để tìm kiếm, để tìm đọc các quy chuẩn. Và tôi tiến hành phân tích. Sau vài ngày, tôi bắt đầu nhận ra là gì? Tôi có thể chuyển sang bước số 3 là xây dựng tiêu chuẩn, tức là bao gồm form, nội dung. Tuyệt vời, sau khi bạn nhẫn nại mất hơn 30 giây để xem tôi làm một cái tiêu chuẩn, thì đây là cái kết quả giả sử thôi để tôi đưa ra cho bạn hiểu thế nào là một cái tiêu chuẩn an toàn. Thứ nhất, giống như tất cả các tiêu chuẩn, bạn sẽ đảm bảo là gì? Tiêu chuẩn này nó là tiêu chuẩn gì? Thứ nhất là ví dụ tôi đặt tên là an toàn về xe nâng để chúng ta phân biệt nó với các tiêu chuẩn khác. Vì ngoài xe nâng ra thì bạn có là gì? Tiêu chuẩn về than này, tiêu chuẩn về làm việc trên cao, tiêu chuẩn về nồng độ oxy, tiêu chuẩn về vật nặng kẹp kẹp, về bệnh nghề nghiệp. Khi chúng ta xây dựng tiêu chuẩn ấy, có rất nhiều cách để chúng ta xây dựng, nhưng mà đây là một cái ví dụ mẫu mà tôi đưa ra để bạn hình dung được thế nào là một bộ tiêu chuẩn tốt. Thì nó sẽ có một số điểm như sau. Thứ nhất là rõ ràng tên đã ok đúng không? Thì thứ hai là cái văn bản này, khi bạn đã xây dựng ra nó sẽ phải có mã số hiệu. Bởi vì sao? Bởi vì cái này nó sẽ liên quan đến việc là chúng ta đánh giá hệ thống ISO. Đồng thời ấy, dựa trên cái mã số văn bản này, bạn cũng sẽ dễ dàng tìm kiếm được bộ tiêu chuẩn này nó link đến các bộ tiêu chuẩn khác như thế nào. Ví dụ mã số văn bản có chữ S ở đầu tiên là nói đến xe cộ ở trong công ty của bạn chẳng hạn, thì tất cả các số hiệu văn bản có chữ S này đều sẽ liên quan đến xe, ví dụ như xe forklift, xe nâng tay, xe đạp, xe ô tô, xe tải trong công ty, để bạn quy chuẩn các cái nhóm tiêu chuẩn này ra từng nhóm và dễ dàng quản lý. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào có cụ thể các cái nội dung tiêu chuẩn là gì, rành mạch từng cái. Chúng ta không cần phải viết nhiều về tiêu chuẩn, tránh hết sức tránh nhé, là chúng ta viết vài nghìn trang không ai đọc, không ai nhớ được vài nghìn trang những cái tiêu chuẩn đó. Cho nên ở đây chúng ta chỉ cần đưa ra những cái tiêu chuẩn cực kỳ ngắn gọn thôi. Ví dụ như là yêu cầu chúng ta chỉ cần là chở đúng giới hạn chiều cao, và chiều cao này chúng ta phải chỉ định rõ là nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 mét. Rất đơn giản, chỉ cần như vậy thôi. Ví dụ thứ hai, nội quy tiếp theo của chúng ta chỉ cần là lái xe trên đường được quy định, đường được quy định. Thế thì chúng ta chỉ viết chung chung như này, có rất nhiều nơi người ta sẽ chỉ viết như này. Vậy thế nào là đường được quy định? Thì chúng ta phải phân rất rõ là đường màu đỏ có in hình xe nâng. Có nghĩa là ở trong công ty của bạn, những cái con đường mà xe nâng đi lại, được phép đi lại, nó sẽ phải được sơn tất cả là màu đỏ. Và trên nền đường phải có in hình xe nâng được nhắc lại. Ví dụ cứ cách nhau khoảng 5 đến 10 mét là chúng ta sẽ in hình của xe nâng. Nó cũng tương tự như kiểu là gì, khi bạn đi ra đường ấy,
người ta sẽ kẻ cho bạn một cái vạch liền, vạch đứt, và nó sẽ kẻ xuyên suốt. Cứ sau một khoảng km nhất định, người ta sẽ nhắc lại cái biển báo đấy cho bạn, để bạn biết được là tôi đang tuân thủ theo cái luật an toàn giao thông này. Đây là một cái ví dụ về nội dung, có nghĩa là chúng ta sẽ phải đưa ra được quy định là gì, chỉ số an toàn là gì, chẳng hạn như tốc độ tối đa mắc lớn nhất của chúng ta là chỉ được 15 km/h thôi. Và ví dụ nếu khi xe có bất thường, chúng ta phải treo biển NG không tốt. Thì đây là về nội dung của tiêu chuẩn. Một cái tiêu chuẩn này rất ngắn gọn thôi, có 7 điều này ở trong công ty thôi. Nhưng nếu tất cả 100% con người chúng ta tuân thủ 7 điều này thì đảm bảo rằng cái mức độ an toàn của công ty bạn đã được tăng lên một phần rất là nhiều. Sau này bạn có thể thêm cái số 8, số 9, số 10 dựa vào tình hình thực tế, gọi là cải tiến tiêu chuẩn. Thì có rất nhiều nơi ấy, người ta đã làm được các cái thứ ở trên rồi. Thứ nhất là có tên rõ ràng rồi, có mã số rồi, có nội dung rõ ràng rồi, có chỉ số liệu an toàn rồi. Nhưng người ta lại quên mất một thứ là không có hình ảnh biểu trưng. Ví dụ ở bên này đi, đây là trường hợp là OK, đây là trường hợp là NG, tức là cái này là cái không được phép, cái này là cái được phép. Vậy thì ví dụ ngoài cái nội dung mà chúng ta đã viết bên này này, thì chúng ta cũng phải đưa ra cái hình ảnh miêu tả cho nó. Bởi vì nội dung của chúng ta dù có sâu sắc và viết cụ thể đến đâu thì nói thật là trong 200 tiêu chuẩn người ta sẽ rất là khó nhớ. Cho nên chúng ta phải nhớ cái tiêu chuẩn này bằng hình ảnh. Và các cái hình ảnh này phải được in ra thành các cái biểu ngữ được treo ở các cái ngã tư của đường, tại các bảng thông tin an toàn và được đào tạo, được kiểm tra. Vậy cách thức đào tạo an toàn như thế nào? Mời bạn hãy theo dõi, bởi vì những bài tiếp theo chúng ta sẽ nói về việc là đào tạo an toàn như thế nào để hiệu quả. Thì ở đây ví dụ tôi đã đưa ra hình ảnh về nội dung thứ nhất là giới hạn chiều cao quy định. Thì OK là chúng ta sẽ được chở. Đây, rất là dễ nhớ đúng không? Người ta sẽ đọc câu này và người ta nhớ ngay câu này dựa vào cái hình ảnh này nữa. Người ta sẽ rất là nhớ, nhớ một cách sâu sắc. Ngược lại với cái này làm là để người ta dễ nhận biết bất thường. Đây, chính là sở qua chiều cao này. Thì ví dụ ở đây tôi đưa ra là 4 thùng này, để người ta so sánh được là à, cái thùng bên này nó đang cao hơn rồi, nó đang cao hơn đoạn này. Thế thì chắc chắn là như này là NG. Một tương tự như ví dụ ở dưới là lái xe trên đường được quy định. Đây, thì ví dụ đây là đường được quy định, tức là OK. Trong trường hợp là X là NG thì có nghĩa là không được phép lái xe đi lên dốc quá 20 độ nghiêng, thì chúng ta sẽ phải biểu diễn cái góc độ này. Ví dụ ở đây con số của chúng ta là phải nhỏ hơn bằng 20 độ, thì trong trường hợp này nó đang lớn hơn 20 độ, vì vậy ở đây nó là một trường hợp cũng là NG. Và một cái cuối cùng ở trên tiêu chuẩn không thể nào không nhắc đến được, giống như tất cả các văn bản ở trong công ty của bạn, là đã là văn bản chính thức thì phải được phê duyệt. Đó, phải được phê duyệt. Khi đã được phê duyệt thì nó sẽ trở thành văn bản chính thức, và đi kèm với các văn bản chính thức là có chế tài. Thì đây là một cái form nội dung tiêu chuẩn và gợi ý, gợi mở cho bạn về những cái điểm chính ở trên một cái tiêu chuẩn mà bạn phải xây dựng. Thì bạn có thể học hỏi cái này, sau đó tự phát triển cho mình những cái tiêu chuẩn và những cái quy định. Bởi vì tôi đưa ra ở đây chỉ là những cái nội dung, tức là một cái tiêu chuẩn cơ bản nhất nhưng đầy đủ. Vậy thì hết bước 3, chúng ta sẽ chuyển sang bước 4 là áp dụng mẫu. Để có thể áp dụng được tiêu chuẩn, chúng ta sẽ phải có quy trình. Thì đầu tiên tôi lấy ví dụ, khi ở bước 3 chúng ta đã tạo ra được một cái tiêu chuẩn, nhưng mà đang được gọi là tiêu chuẩn nháp, có nghĩa là chưa được phê duyệt chính thức. Thì dựa trên cái bản tiêu chuẩn nháp này,
chúng ta sẽ đưa nó đi áp dụng mẫu tại dây chuyền số 1 chẳng hạn. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ bắt đầu cho mọi người thực hiện cái tiêu chuẩn này trong vòng 3 tháng để xem là nó có phù hợp hay không, hay là nó phù hợp và cần phải cải tiến cái gì không. Và sau khi thực hành được 3 tháng này, bạn sẽ phải theo dõi, đánh giá. Và quan trọng nhất ở đây là bạn phải theo dõi được sự tuân thủ tiêu chuẩn an toàn. Làm nào để tuân thủ và đánh giá thì chúng ta sẽ có phương pháp. Thì tôi sẽ chia sẻ với bạn ở bài liên quan đến về xây dựng tiêu chuẩn thao tác công việc. Hãy đón chờ ở video tiếp theo, bạn sẽ được học hỏi về cách làm nào để tiêu chuẩn đưa ra và được duy trì, nâng cao kỹ năng của người khác. Thì sau khi tiêu chuẩn đã được áp dụng tại mẫu line số 1, nếu chúng ta đánh giá nó là hợp lý, tức là ok, thì chúng ta sẽ tiến hành là ban hành chính thức. Sau khi ban hành chính thức thì bước cuối cùng chúng ta sẽ là lưu văn bản, lưu vào kho, cất đi. Và hàng năm là sẽ được đào tạo lại cho tất cả những người lái xe nâng, những người mới được vào công ty, đào tạo định kỳ. Trong trường hợp là nó không phải là ok mà nó là NG, có nghĩa là khi áp dụng tại lái mẫu này, chúng ta phát hiện ra nhiều vấn đề bất cập thì chúng ta sẽ phải thực hiện là cải tiến. Đây, chúng ta sẽ phải cải tiến, tức là quay lại tiêu chuẩn nhá, và từ đây chúng ta lại đem đi, chúng ta áp dụng lại cho đến khi nào nó đạt được mức độ ok, hợp lý thì chúng ta sẽ ban hành chính thức và dừng. Không chỉ dừng lại ở việc là lưu văn bản, mà cái tiêu chuẩn này chúng ta để đây, những năm sau nữa chúng ta sẽ đưa nó ra và tiến hành cải tiến nó để phù hợp với cái môi trường an toàn. Hoặc là giả sử sau này chúng ta vẫn tiếp tục xảy ra tai nạn và chúng ta phân tích rằng cái tiêu chuẩn mà chúng ta đang có nó chưa bao hàm được những cái rủi ro mất an toàn, vậy thì lúc này chúng ta sẽ phải tiến hành cải tiến tiêu chuẩn, hay gọi là PDCA. Thì đây cũng chính là bước số 5 là cải tiến tiêu chuẩn. Thì đối với bước số 5 là cải tiến tiêu chuẩn này, chúng ta sẽ cải tiến ngay cái tiêu chuẩn nháp mà đang được xây dựng này. Còn cái việc PDCA, tức là cải tiến liên tục tiêu chuẩn này, nó lại nằm về một phạm trù khác. Nhưng ở đây tôi đưa ra để phân biệt hai thứ cho bạn hiểu. Bởi vì ở bước số 5 là cải tiến tiêu chuẩn, là chúng ta cải tiến một cái đang được xây dựng để nó trở thành chính thức. Còn ở PDCA là nó thuộc về cải tiến liên tục tiêu chuẩn, có nghĩa là nó cải tiến dựa trên cái tiêu chuẩn đã được ban hành chính thức. Còn bước số 5 cải tiến tiêu chuẩn ở đây nó dựa trên việc là cải tiến tiêu chuẩn của bản nháp. Nó là hai sự khác nhau để bạn hiểu về cách tư duy. Bởi vì nếu tư duy sai lầm thì hậu quả sẽ sai lầm. Đồng thời, khi chúng ta ban hành chính thức này cũng có nghĩa là chúng ta đã thực hiện xong cái bước 6 về cách thức xây dựng tiêu chuẩn. Bước 6 được mang tên là ban hành tiêu chuẩn. Và sau khi hết bước 6 này, chúng ta sẽ đi sang bước số 7 là chúng ta phải đào tạo và áp dụng cho toàn công ty. Bạn hãy nhớ, khi mà bạn đã áp dụng tại mẫu line số 1 và khi nó đã đạt được mức độ là ok, chúng ta đã chuyển sang bước 6 là chúng ta đã ban hành tiêu chuẩn này, thì lúc này chúng ta sẽ phải đi thực hiện bước số 7 là đào tạo, giới thiệu nó đến cho toàn bộ công ty. Tất cả mọi người trong công ty đều sẽ phải được học, được biết. Vậy trình bày đến đây bạn sẽ nhận thấy là gì? Ở trong cái bước 4 là áp dụng mẫu này, chúng ta sẽ lồng ghép được các cái bước khác. Đó là bước số 5, bước số 6, bước số 7 và thậm chí sau bước số 7 gọi là cải tiến liên tục tiêu chuẩn. Thì đến đây tôi đã giới thiệu cụ thể cho bạn về cách thức là chúng ta làm một cái tiêu chuẩn nó như thế nào. Và phần tiếp theo ấy, tôi muốn dành tặng cho bạn một món quà nhỏ nhỏ gọi là khái quát tư duy xây dựng hệ thống tiêu chuẩn. Đầu tiên tôi muốn dành tặng cho các bạn đã cố gắng học hỏi một tràn pháo tay đến đây, tình yêu nghề nghiệp của các bạn
thật bao la. Tôi tin chắc là bạn sẽ tìm kiếm được nguồn cảm hứng cũng như là sự thành công trong nghề nghiệp của mình. Bởi vì thường như tôi đã nói, cái gì học mà nó khó hiểu, cái gì học mà nó không thể vui được, nó không thể thú vị như kiểu là chúng ta nghe hát, nó không thể tuyệt vời như kiểu là chúng ta đi chơi, nhưng mà học nó sẽ đưa cho chúng ta những cái kiến thức và áp dụng nó sẽ đưa cho chúng ta những thành công. Vì thế tôi muốn dành tặng cho các bạn đã cố gắng học hỏi. Về khái quát hệ thống ấy, thì tôi muốn tặng cho bạn hôm nay về cấp độ tiêu chuẩn. Thứ nhất, cấp độ tiêu chuẩn là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ có rất nhiều tiêu chuẩn từ cao đến thấp. Vậy thì các cái tiêu chuẩn này khi chúng ta xây dựng, chúng ta phải luôn luôn định hình là cái tiêu chuẩn này chúng ta muốn nó ở cấp độ nào. Đầu tiên ấy, cái cấp độ tiêu chuẩn gọi là cao nhất, cấp số 1 này, nó gọi là giảm thiểu rủi ro bằng thiết kế an toàn máy. Thì ở đây bạn được hiểu là khi mà chúng ta mua một máy móc về, cơ bản cái máy này đã được thiết kế một cách là an toàn rồi. Bởi vì bản chất cái bên mà muốn làm ra cái máy này và muốn bán được cái máy này đi thì họ đã phải tuân thủ các quy định của luật pháp, các quy định của tổ chức quốc tế. Hiểu đơn giản nhé, ví dụ bạn mua một chiếc xe mới thì chiếc xe đó cơ bản là đã được kiểm tra và đạt chất lượng. Về phanh thì phải ăn, đúng không? Đánh lái phải đánh được. Các cái đèn báo, các cái đèn chiếu sáng thì khi chúng ta bật nó phải sáng. Các cái điều hòa, rồi là các cái bình ắc quy nó đều phải ở trạng thái gọi là tốt nhất và đạt chất lượng thì người ta sẽ bán ra. Và khi ở tốt nhất đạt chất lượng này thì được gọi là thiết kế. Và thiết kế nguyên bản thì ngoài về chất lượng thì chúng ta sẽ có an toàn. Cho nên ở đây cấp độ tiêu chuẩn cao nhất là chúng ta phải giảm thiểu rủi ro bằng thiết kế an toàn máy. Đi đến cái cấp độ thứ 2 sau cái cấp độ số 1 là chúng ta sẽ giảm thiểu rủi ro bằng biện pháp bảo vệ. Hiểu đơn giản đi, ở cái cấp độ số 1 này, tôi đã xây dựng được một con robot mà tôi mua nó về. Ví dụ tôi đã mua được con robot này về, và con robot này đã được đảm bảo là khoảng cách an toàn, đây safety là ví dụ tối đa là 3 mét, và từ đây đến con người thì ví dụ như thế này, con robot này đã được thiết kế một cách là an toàn rồi, nhưng khi chúng ta mua về chúng ta phải tự lắp đặt nó, thì có nghĩa lúc này chúng ta phải đưa ra các cái tiêu chuẩn để giảm thiểu rủi ro bằng biện pháp là bảo vệ. Cụ thể có nhiều biện pháp bảo vệ lắm, như bằng sensor, bằng thảm cảm ứng, nhưng ở đây giả sử tôi sẽ dùng biện pháp bảo vệ là hàn rào. Ví dụ hàn rào để ngăn cách là không cho người này đi vào được trong vùng nguy hiểm, vùng làm việc của robot, đây gọi là vùng nguy hiểm. Thì khi chúng ta xây dựng hàn rào thì con người này khi đến đây họ sẽ phải dừng, họ không thể đi vào được con robot, từ đó chúng ta sẽ giảm thiểu được rủi ro. Thì đây gọi là cấp độ tiêu chuẩn thấp hơn thứ hai, là giảm thiểu rủi ro bằng biện pháp bảo vệ. Tiếp theo ấy, là chúng ta đi sang cái cấp độ tiêu chuẩn thứ ba là khi mà hai cái trên nó rất khó để thực hiện. Ví dụ như người này chắc chắn người ta phải đi vào con robot này để làm một cái gì đó liên tục. Ví dụ đây là bệ con robot, tay của con robot quay từ vị trí A về vị trí B thì cái người thao tác này sẽ phải lấy cái sản phẩm tại vị trí B. Thì người ta phải làm việc này liên tục, khi đó bạn không thể xây dựng hàng rào để ngăn cách con robot và người được. Cho nên lúc này bạn sẽ phải đưa ra các tiêu chuẩn để giảm thiểu rủi ro bằng các quy định. Ví dụ như người là chỉ được phép là đứng ở trong vùng thao tác màu vàng. Và khi robot có bất thường này, thì người này không được phép tự xử lý. Ví dụ như vậy thì nó gọi là giảm thiểu rủi ro bằng quy định. Ở đây bạn sẽ thấy có một cái quy định mà thường tất cả chúng ta đều biết, nó được gọi là stop, call và wait, tức là quy trình dừng gọi đợi khi xảy ra sự cố bất thường. Một ngày nào đó tôi sẽ chia sẻ cho bạn về cách thức xây dựng quy trình này, làm nào để nó hữu ích, logic và dễ áp dụng. Và
cái cấp độ cuối cùng là khi chúng ta không thể thực hiện được cấp độ 1, 2, 3, chúng ta sẽ chuyển sang cấp độ số 4 là giảm thiểu rủi ro bằng ý thức. Tức là lúc này không còn cách nào nữa rồi. Thiết kế an toàn máy của tôi bắt buộc là con robot này phải quay với tốc độ là 500 mét trên một giây. Có nghĩa là khi chúng ta nhìn thấy cánh tay cái là nó đã vào chúng ta, vậy là khả năng tránh mối nguy bằng không. Thì lúc này chúng ta cũng không thể làm biện pháp bảo vệ như đã lấy ví dụ ở trên, và chúng ta cũng đã đưa ra những quy định về dừng mọi đợi. Thì ý thức ở đây là gì? Giả sử như là khi có bất thường, chúng ta không tự xử lý mà chúng ta phải thực hiện quy tắc dừng mọi đợi, gọi người có vấn đề đến để xử lý, giải quyết con robot đang bị vấn đề này. Thì cái việc người ta có tuân thủ cái quy trình này hay không nên gọi là ý thức con người. Vậy ý thức con người nó quyết định phần lớn ở trong các tình huống tai nạn. Vậy làm nào để có ý thức thì chúng ta sẽ phải tiến hành là gì? Đào tạo an toàn. Đào tạo như thế nào để hiệu quả thì chúng ta sẽ học ở những cái bài sau. Còn ở đây tôi muốn chia sẻ với bạn về cấp độ tiêu chuẩn. Cơ bản là 4 cấp độ. Và cấp độ cuối cùng là ý thức con người. Ok, thì đến đây là chúng ta đã đi xong bài 3 phần 2 nói về việc là hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn an toàn. Chúng ta đã hiểu được thế nào là tiêu chuẩn, cách thức xây dựng nó và các cấp độ của tiêu chuẩn. Bài tiếp theo chúng ta sẽ đi sang bài số 4 là xây dựng kế hoạch an toàn năm, quý, tháng. Nếu bạn có hứng thú với bài giảng, vui lòng ấn một nút like, share và đăng ký kênh của mình. Bởi vì bạn có biết không, sang bài 4 chúng ta sẽ xây dựng kế hoạch an toàn năm, quý, tháng. Nó sẽ khác xa những gì bạn đang nhìn thấy. Không phải là cứ đưa ra một kế hoạch là nó trở thành kế hoạch, mà dựa trên những cái gì để đưa ra kế hoạch đó, kế hoạch đó được trình bày một cách gọi là tuyệt vời, đẹp như thế nào, làm nào để chúng ta theo dõi được tiến độ, và làm nào để chúng ta biết được là mọi người đang chậm sau kế hoạch. Đó sẽ là những công cụ tuyệt vời để chúng ta tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp và quản lý cái công việc an toàn của mình. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Chúng ta sẽ đi sang bài 4.